ngày 7 tháng 6 vừa qua, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận 6 ca ngộ độc thực phẩm chuyển về từ Bệnh viện Đa khoa Bình Điền. Được biết, các nạn nhân này đã ăn món cá trình. Trước khi vào Bệnh viện Trung ương Huế, các nạn nhân đều có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, tê chân tay và ngứa ở da. Vậy việc ăn cá trình bị ngộ độc, nguyên nhân do đâu? Cá trình là loại thủy đặc sản cao cấp. Nó có thịt ngon, giá trị dinh dưỡng rất cao và còn là một vị thuốc. Trên thế giới, giá cá trình dao động từ 60 đến 100 đô la Mỹ 1 kg. Người dân những nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia và nhiều nước khác đều rất ưa chuộng cá trình. Tuy giá cá trình cao ngất ngường, nhưng thị trường mua bán vẫn rất sôi động. Riêng ở Nhật Bản, mỗi năm phải nhập thêm hàng chục nghìn tấn cá trình. Cá trình có nhiều loài khác nhau, trên thế giới có tới 20 loài. Riêng ở Việt Nam, có một số loài cá trình có giá trị cao như trình mun, trình bông, trình nhọn, trình Nhật Bản. Chúng có kích cỡ khác nhau, có con dài tới hơn 1 mét và nặng tới cả chục kg. Cá trình có một quá trình sống khác lạ, cả cuộc đời của nó sống ở ao đầm, các con sông, suối nước ngọt. Nhưng tới mùa sinh sản, nó dứt khoát phải trở lại với biển khơi để sinh đẻ. Dù đang ở thượng nguồn sông, nó cũng tìm đường để về với biển khơi dù cách cả nghìn km. Cá trình con theo dòng nước ngọt di cư lên thượng nguồn các sông, suối, các hồ nước ngọt để sinh sống cho đến lúc trưởng thành. Các loài thuộc họ cá trình chỉ sinh sản một lần trong đời sống. Cá trình được xem là một thực phẩm bổ dưỡng chứa nhiều chất béo. 100 gram thịt cá trình nấu chín bằng nhiệt khô có chứa chất đạm 23,65 gram, chất béo 14,95 gram. Máu cá trình được ghi nhận là có độc tính đối với người và các động vật có vú khác. Tuy nhiên, sau khi đun, nấu, các protein gây độc này bị mất tác dụng. Đây cũng là lời cảnh báo đối với một số người khi đi nhậu không nên dùng tiết cá trình để pha rượu uống. Theo dược học cổ truyền Trung Hoa và Việt Nam, dùng thịt và một số bộ phận của cá trình để làm thuốc. Cá trình được gọi là mạn lệ ngư, cá lạc. Thịt cá trình hay mạn lệ ngư nhục được xem là có vị ngọt, tính bình với các tác dụng bổ hư luy, khử phong thấp, sát trùng. Thịt cá trình được dùng trị hư lao, nóng trong xương, phong thấp, tê đau, cước khí, phong ngứa. Trị trẻ em cam tích, phụ nữ băng lậu, trị trĩ và ngứa lở ngoài da. Mặc dù chứa nhiều chất dinh dưỡng và có khả năng chữa bệnh, nhưng nếu cá trình không biết cách chế biến và bảo quản, sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Với hàng loạt trường hợp bị ngộ độc ở Huế, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm thành phố đã đến Bình Điền kiểm tra, lấy mẫu. Bước đầu nhận định lý do gây ngộ độc có thể do gia đình này không làm sạch ruột cá trình khi chế biến hoặc do ruột cá trình đã bị phân hủy trong quá trình vận chuyển từ Quảng Ngãi ra Thừa Thiên Huế vì không được bảo quản đúng chuẩn. Thường ruột cá trình hay chứa thức ăn dư thừa lên men và chứa nhiều độc tố Ciguatera với tính bền nhiệt, không bị phá hủy trong quá trình chế biến, gây hại cho sức khỏe. Cá trình thường ăn tảo đỏ hoặc rong biển ở tầng đáy và các dạng san hô. Giống tảo này có chứa chất Ciguatera rất độc, thấm vào máu và các thớ thịt hoặc còn tồn đọng ở thành ruột nên khi chế biến thực phẩm để ăn rất dễ bị ngộ độc. Để bảo vệ sức khỏe, cần thận trọng với những loài cá có nguồn gốc từ vùng dạng san hô, đặc biệt là đối với ruột và cá trình biển cỡ lớn. Cá trình là một loài cá có giá trị dinh dưỡng rất cao. Trong 100 gram cá trình thì có khoảng 24 gram protein.
15 gram mỡ và khoảng 2 gram kẽm, 20 gram kẽm. Thì cái trình theo cái y học cổ truyền Trung Hoa và Việt Nam thì nó làm bằng thịt, cái trình và một bộ phận cái trình là có tác dụng chữa bệnh. Cái trình được gọi là bệnh mạn lệ ngư và được xem là một cái có vị ngọt, tính bình với các tác dụng bổ hư luy rồi hư phong thấp, sát trùng. Và thịt cá trình có giá trị được dùng để trị hư lao, nóng trong xương, phong thấp, tê đau, cước khí và phong ngứa, và chữa cam tích cho trẻ em, và có ngoài ra có thể chữa trĩ và lở ngứa ngoài da. Thì một số trường hợp mà bị ngộ độc đó là do máu của cá trình. Thì máu cá trình là một cái độc tính đối với người và một số động vật có vú khác. Thì tuy nhiên sau khi đun nấu thì nó có thể bị phân hủy. Ở đây là một cái lời cảnh báo đối với người mà đi ăn nhậu mà dùng máu quá trình để uống rượu thì có thể gây bị ngộ độc. Để thay đổi khẩu phần ăn hàng ngày và đảm bảo an toàn khi ăn cá trình, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị cách chế biến món cá trình nướng mọi. Để chế biến món ăn này, sau khi sơ chế cá trình, chúng ta tách lấy thịt, bỏ xương, bỏ ruột rồi thái khúc từ 3 đến 4cm. Ướp kỹ với gừng, giềng giã nhỏ, mè, nghệ, tiêu bột, bột nêm, nhất là ướp nhiều sả. Ướp 15 phút cho thấm đều, sau đó bắt đầu công đoạn nướng. Muốn cá trình thơm, ngon, chúng ta phải nướng trên than hoa, lật đều tay đến lúc nào cá chín vàng ươm, có mùi thơm đặc trưng là được. Vì cá trình có mùi hơi tanh nên cách chế biến rất kỳ công, phải làm sạch nhớt ngoài da bằng cách nhúng cả thân cá vào nước muối ấm, rồi dùng dao cạo bỏ lớp nhớt, sau đó rửa lại bằng giấm chua hoặc hỗn hợp rượu ngâm gừng cho thơm. Và thường thì ướp sả vào thịt cá nhiều hơn các loại gia vị khác. Mùi thơm của sả sẽ đánh bật mùi tanh của cá, đồng thời vị đắng nhân nhần của sả sẽ chế ngự được cái béo của thịt cá trình, khiến người ăn không ngán. Thịt của cá trình tương đối săn, giòn nên cần phải ướp gia vị lâu một chút cho thịt cá thấm đều. Bí quyết chế biến loại cá này thành món ăn thơm ngon là không cho tiếp xúc với nước lạnh vì như vậy sẽ làm mùi cá tanh hơn. Cá trình có chứa nhiều chất béo, chúng là loài dễ dàng hấp thụ các chất thải công nghiệp và nông nghiệp trong môi trường nước. Cá trình của Mỹ có mức nhiễm độc cao nhất. Cá trình châu Âu cũng bị ô nhiễm và chứa lượng thủy ngân lớn nên chúng ta cần sử dụng với một lượng vừa phải. Sử dụng lượng cá trình trong một tháng của người lớn khoảng 300 gram, trẻ nhỏ khoảng 200 gram.
Dược liệu dùng làm thuốc của cá trình mun là thịt, xương, máu và mỡ. Chúng đều có vị ngọt, tính bình, không độc, có tác dụng bổ dưỡng, khu phong, trừ thấp, sát khuẩn. Nếu đã tận dụng thịt cá làm thức ăn, chúng ta có thể lấy xương cá nướng kỹ, nghiền thành bột, phối hợp với một số vị thuốc nguồn gốc thực vật như hoài sơn, ý dĩ, sử quân, chữa chứng cam tích. Nếu đốt cháy xương thành than, tán bột, sắc lại là thuốc sát khuẩn chữa ghẻ lở, mụn loét. Cá trình thì là một loài cá rất trơn và nó nhiều nhất, đặc biệt nó sống ở vùng biển. Cho nên khi mình chế biến và làm ra món ăn thì chúng ta là tùy theo món ăn mà chúng ta để chế biến làm món ăn cho phù hợp. Thì đặc điểm lưu ý của cá trình là nó nhiều nhất thì mình phải sơ chế và dùng nó bằng nước sôi, dùng qua nước sôi để vuốt cho nó hết cái nhớt của nó. Và sau đó lấy cái khăn và chúng ta sẽ lau sạch đi cái nhớt đó. Rồi tiếp theo đó chúng ta sẽ mới chế biến các món và lọc xương tùy theo món ăn của mình. Thì như món nướng thì mình tùy, nếu như mà khách đặt ăn mà đặt nguyên con thì mình nướng nguyên con cho khách. Với còn nếu mà khách đặt ăn nhiều món thì nó có món ăn là nướng và om chế đậu. Thì trong con cá trình thì mình chỉ lấy được mỗi cái gan và cái dạ dày của nó thôi. Còn lòng và mật còn thì mình tốt nhất là mình nên bỏ qua. Và ngon nhất á, thì đối với cá trình là mình làm tươi sống nó sẽ ngon hơn, cho nên không bảo quản bằng tủ lạnh mà mình chỉ làm bằng đồ tươi sống thôi. Các vi khuẩn rất dễ phát triển trong hải sản, đặc biệt là cá. Có thể có một số phương pháp chế biến thực phẩm không bằng nhiệt nóng, nhưng vẫn có thể đủ tiêu diệt các vi trùng để cho phép ăn tươi. Tuy nhiên, với chế biến thủ công thì nhất thiết phải bằng đun nấu. Nói chung có nhiều loại cá với nhiều loại nguyên nhân gây độc khác nhau nên biểu hiện ngộ độc cũng rất đa dạng, từ đau bụng, nôn, tiêu chảy, sốt đến các biểu hiện thần kinh như tê môi lưỡi, co giật, liệt, mờ mắt, lẫn lộn, hôn mê hay tim mạch như loạn nhịp tim, tụt huyết áp hay hô hấp như khó thở, thậm chí tử vong.